mời các bạn đón nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành. Hôm nay Nguyễn Thành xin gửi đến tiếp các bạn câu chuyện Ma Thổi Đèn, tác giả Thiên Hạ Ba Sướng, tập thứ 7, Thi Vương Tương Tây, chương thứ 34, Quan Sơn Thái Bảo. Hồng cô nương đã quá quen với những trang phục đạo cổ trong gánh hát, vừa nhìn đã nhận ra kẻ trong hành lang không hề ăn mặc như tướng nhà Nguyên, mà từ đầu xuống chân vẫn toàn màu đen, hoa trang thành ác quỷ vô thường. Áo liệm mặc cho thi thể khi liệm táng tuy khác xa quần áo thông thường, nhưng dù gì cũng không có quý tộc nào mặc bộ đồ quần áo hoa trang mà không liệm như thế này. Trang phục của người xưa có lẽ vào thời dân quốc trông chẳng khác trang phục trên sân khấu là bao, nhưng làm gì có ai mặc bộ áo đen hoa trang làm quỷ câu hồn ngồi trong mộ kia chứ. Đám trộm nghe vậy đều kinh ngạc vô cùng. Lúc đầu thì gặp phải hình nhân nữ bằng giấy mặc trang phục thủy điền thời Minh, bây giờ lại lòi ra một kẻ mặc áo đen đóng giả quỷ câu hồn. Mộ thất thực sự trong Đơn Cung Bình Sơn chưa thấy đâu mà đã gặp phải bao việc cổ quái kỳ dị thế này. Ai nấy đều có cảm giác run sợ. Nếu chẳng may trong lớp sương mù kia quả thật có hắc quỷ vô thường ẩn náu thì biết phải làm sao. Đào mộ quật mã hoàn toàn dựa vào can đảm nhất thời, lòng càng bất an thì càng dễ bị quỷ ám. Cho nên xưa này vẫn có câu: đổ đấu chớ tin ma quỷ, tin ma quỷ chớ đổ đấu. Đám trộm xả lính trước giờ đều cho rằng những nguy hiểm bên trong mộ cổ chủ yếu chỉ là mấy thứ cạm bẫy, cường thì hiếm ai nhắc đến những chuyện kỵ húy về yêu tinh ma quỷ. Nhưng khi nãy tất cả đều đã tận mắt nhìn thấy con quỷ câu hồn vận đồ đen. Hoạt động giải trí chủ yếu vào thời bây giờ chính là nghe sách xem kịch. Các vở kịch dân gian tương đối bình dân, gồm có loại kịch về ma quỷ, hồ ly và mèo, đều dựa vào những tình tiết ma quỷ được thổi phồng để hấp dẫn người xem. Quỷ câu hồn vận áo mũ đen là một trong những nhân vật chính trong các vở kịch kiểu này. Chính vì rất gần gũi với cuộc sống nên lại càng dễ khiến người ta tin là thật. Lão Trần thấy lòng người hoang mang, sợ đám thuộc hạ mất hết nhuệ khí, bèn nói: kịch còn toàn là mấy thứ bịa đặt hàm hồ, 10 vở thì đến 8-9 vở bốc phét nói bừa, sao có thể tin là thật. Khoan nói tới cái thứ ma quỷ vô thường truyền hút hồn lấy mạng người ta, ở thời này ngay cả thần tiên còn không cháy nổi súng tây đạn tây nữa là. Thầy kệ trong hành lang này có thứ gì, hãy cứ na hai loạt đạn vào trong rồi hắn nói. Nói xong liền khoát tay, lệnh cho thuộc hạ giơ cao súng trường, đồng loạt kéo chốt an toàn, sẵn sàng lên nòng, chuẩn bị nát đạn tới tấp vào trong hành lang. Gà gô đứng bên, thấy đám trộm sắp sửa nổ súng, một ý nghĩ chợt lóe trong đầu, vội nhỏ giọng khuyên lão Trần không nên dùng súng. Gà nộ tinh đã gáy khác thường, nhất định trên người cái xác mặc đồ đen kia có vật gì cực độc, không thể cậy súng đạn mà sơ suất, bằng không một khi chất độc tung tóe khắp nơi, lúc ấy có muốn tiến vào bên trong cũng không được nữa. Lão Trần chợt hiểu ra, vội nói: thực đúng là bậc hào kiệt kiến giải tương đồng, hồ anh em lên đạn sẵn là để tăng thêm can đảm thôi. Ta đây cũng đang định cử một nhóm dùng xào móc. Nói đoạn liền ra lệnh cho mười mấy tên thuộc hạ tiến lên phía trước, thò thang dép vào đám sương mù, ngoắc vào người mặc áo đen cáo về. Đám trộm theo lệnh hành động, sau một hồi hết lôi lại kéo, cũng móc được người mặc áo đen ngồi xếp bằng vào trong vách tường sắt. Những người còn lại tay lầm lầm rào súng như đang bảo vệ bốn phía nghênh đón cường địch. Kéo lại gần mới biết quả nhiên là một cương thi mặt mũi quái dị, cũng chính là loại cổ thây chết rồi không giữa.
Cây sạc nam mặc áo bào đen này cao to béo tốt, ngồi khoanh chân xếp bằng, tay bấm chỉ quyết rất kỳ dị. Quần áo trên người quả nhiên là phục trang đóng quỷ câu hồn. Bị thang tre kéo lôi một hồi, bộ quần áo đã mục nát từ lâu, liền bị toác ra tơi tả, để lộ lớp da thịt đang trương phành, trắng bệch như ngâm nước. Chọc thang tre vào, thấy có mủ chảy ra. Trong các hốc tai, mắt mũi mồm miệng toàn thứ bột màu đen. Có thể nguyên nhân chết trước kia là do thất khiếu thổ huyết. Nhìn bề ngoài, thần không phân biệt nổi cái xác này niên đại thế nào. Chỉ thấy áo quần, giày dép đều mục nát hết cả, chắc chết cũng đã lâu rồi. Đám trộm thấy chỉ là cái thây cổ cứng ngắc, bây giờ mới yên tâm, thì nhau mắng mỏ: cái đầu quỷ chết dẫm, ăn mặc giả quỷ giả ma, làm khi nay ông nội mày sợ vỡ cả mật. Lão Trần thấy cái xác này chết rất kỳ lạ, bèn dứt người lại gần kiểm tra tỉ mỉ. Thấy bên trong xác đổ đầy kịch độc, nhưng nhìn thì không phải là dịch độc của loài rết thường thấy trong núi Bình Sơn. Chất độc đã lan khắp người, hẳn trước khi chết kẻ này đã uống độc dược. Vì sợ dính phải mù độc nên bọn họ chỉ dám gầy gầy bằng xào tre, khều hết những thứ bên người xác chết ra xem. Ngoài vài chai lọ đựng thuốc, một hình nhân bằng giấy đủ cả chân tay, còn có một cái túi da to tướng, bên trong đựng đầy hạt đậu cứng đèn. Mọi người thấy thế đều mơ mơ hồ hồ, không biết trăm thứ bà dằn này là thế nào. Cuối cùng có kẻ khều ra được một tấm kim bài từ eo xác chết. Tấm kim bài bên trên khắc chữ. Lão Trần và Gà Gô đều biết cổ văn, vừa nhìn đã nhận ra ngày đó là bốn chữ triện cổ rắn giỏi: Quan Sơn Thái Bảo. Hai người thoạt nhìn thấy vật này, đầu óc đang mờ mịt chợt lóe lên một tia sáng, bỗng nhớ ra một chuyện đã xảy ra từ nhiều năm trước. Thì ra ngôi mộ cổ Bình Sơn này đã có người nhanh chân đến trước. Bọn họ không phải là nhóm trộm mộ đầu tiên đặt chân tới nơi này. Hai người đồng thanh thốt lên: tè già là Quan Sơn Thái Bảo của Đại Minh. Lão Trần cúi đầu ngẫm nghĩ hồi lâu, đoạn sai người kéo cái xác tới lò gạch luyện đơn châm lửa đốt, sau mới quay lại hỏi Gà Gô. Chuyện Quan Sơn rất khó đoán định, trước đây chỉ coi là truyền thuyết giả sử không có thật, giờ mới biết thì ra trên đời này là có Quan Sơn Thái Bảo thật. Hiền đệ đi khắp thiên hạ đã nghe nói tường tận bao giờ chưa? Gà Gô đã từng nghe nói đến chuyện này, nhưng cũng không hơn Lão Trần là mấy. Tương truyền nghề trộm mộ trong thiên hạ có tiếng tăm, truyền thống chỉ gói gọn trong bốn phái: Phát Khẩu, Mộ Kim, Bàn Sơn và Xả Lĩnh. Nói bốn phái nhưng kỳ thực là ba nhánh, bởi Phát Khẩu Thiên Quan và Mộ Kim Hiểu Ý vốn là một. Sau khi ấn Phát Khẩu bị hủy, trên đời chỉ còn lại Mộ Kim Hiểu Ý cùng Xả Lĩnh Lực Sĩ Người Đông Thế Mạnh và Ban Sơn Đạo Nhân Cơ Mưu Biến Hóa. Ngoài ba môn phái này, còn lại toàn là đám trộm cướp vặt, có chút tiếng tăm chẳng qua cũng chỉ là phiền huân tử cõng xác ở phường Nam, còn những phường trộm gà trộm chó đều không đáng nhắc đến. Nhưng trong lịch sử nghề trộm mộ mấy trăm năm này vẫn lưu truyền một truyền thuyết vô cùng thần bí. Nghe nói vào thời Minh có một đám nghệ nhân đồ đấu gọi là Quan Sơn Thái Bảo, rất giỏi quan núi chỉ mê, đã bí mật đào được vô số lăng tẩm đế vương. Thủ pháp và động cơ trộm mộ của họ trước sau không ai biết, một khi đã ra tay ngay cả thần tiên cũng không đoán nổi. Truyền thuyết chỉ nói có vậy, người đương thế càng không biết gì về họ. Ngay đến sự tích Quan Sơn trong truyền thuyết cũng không rõ thật giả thế nào. Không ngờ hôm nay lại gặp phải một thây ma Quan Sơn Thái Bảo trong đường hầm đằng sau lộ phòng Bình Sơn. Nhìn phục trang phong thái cũng như những thứ kẻ này mang theo bên mình thực đều hết sức kỳ quái, bình sinh hiếm gặp.
Lão Trần bất giác liền tưởng tới đám phi tặc mò mẫm ngàn nhà đi qua trăm hộ trước đây. Có phái chỉ nhờ vào thuật thu cốt mà có thể chui qua lỗ chó hang chuột, mò vào cả những nơi kín cổng cao tường, khoang hết tiền của trong nhà, sau đó lại theo đường cũ chui ra. Nhưng tòa thật này bị hạn chế về mặt thời gian. Một khi quá giờ, tên trộm sẽ kẹt cứng trong phòng ngay. Có điều đây chẳng qua chỉ là mấy lời đồn thổi đầu đường xó chợ. Nếu trên đời này quả thật có thuật thu cốt tháo cùm phá gông thì cũng chỉ là phép tháo khớp, chứ làm sao có thể chui qua được lỗ chó mèo. Bên cạnh đó còn có thuật áp vong, gần giống với thuật điều khiển cương thi, có thể điều khiển người giấy, chó giấy chui qua khe hở trên tường để trộm cắp. Nguyên lý điều khiển hoàn toàn không phải do hồn nhập giấy, mà là ép buộc một lũ sâu kiến trở thành những tên trộm. Nội tình cụ thể bên trong Lát Trần cũng không nắm được. Trong hình người giấy trong lầu sắt và quan sơn thái bảo chết ngoài cửa, hình như đang dùng phương thuật tà môn để trộm đơn dược trong lầu. Do muốn tránh bị rết độc trong núi cắn chết, nên vị quan sơn thái bảo này đã tự mình uống thuốc để có thể chui vào trốn trong đây. Nhưng có vẻ bố cục của cây thi quế già và bốn tòa lầu sắt vượt ngoài dự liệu khiến ông ta mất quá nhiều thời gian, cuối cùng phép hết mạng tận ở đây. Lát Trần dựa vào kinh nghiệm bản thân suy đoán được 7-8 phần. Có điều thuật trộm mộ của quan sơn thái bảo kỳ dị vô cùng, người ngoại môn căn bản không thể nhìn ra ngọn nguồn. Đám trộm xả lĩnh vì muốn đào mộ cổ Bình Sơn có thể nói đã dồn hết toàn lực, chỉ hao tiền tốn của mà còn tổn thất không ít nhân mạng. Không ngờ lại gặp cảnh nhật xuân nhị tiên cùng, chậm chân hơn quan sơn thái bảo đến mấy trăm năm. Nhưng cái thây đen này chết trong đường hầm, trên người chẳng có thứ châu báu mình khi nào, lại không người nhặt xác. Điều này chứng tỏ vị tiền bối này tuy nhanh chân đến trước vào được Bình Sơn đào bóc vật, song không hề có bạn đồng hành. Nếu thực có mộ cổ trong núi, chắc phần lớn của cải trong mộ thất vẫn còn nguyên vẹn. Nghĩ đến đây, Lão Trần cũng yên tâm phần nào. Giờ này giữa các phái trộm mộ vốn không mấy khi có thù hằn ân oán, trước sau không có chuyện can thiệp vào công việc của nhau. Ai chậm chân hơn người khác vào mộ cổ đầu đấu, phát hiện trong mộ đã có người đào qua, thì tôi đà cũng chỉ trách mình đen đủi mà thôi. Bởi thế đám người xả lĩnh cũng không mấy bận tâm trước việc phát hiện ra có một cỗ cổ thây đang bên mình thẻ bài quan sơn trong mộ. Dù sao cũng là cổ nhân, trên cách đây 2 triều đại rồi. Sau khi tiêu hủy cái xác trong lò gạch, chẳng ai còn để ý đến chuyện này nữa. Sau khi đống của báu dưới kê quế già được quần đi hết, đám trộm liền cử ra mấy tên tay chân nhanh nhẹn đi trước dò đường. Số còn lại cùng với Lão Trần và cả Gô dàn hàng theo sau tiến vào đường hầm. Con đường trong lòng núi này ngoằn ngoèo uốn lượn, cao dần lên theo thế núi. Đi được một quãng, con đường đá càng lúc càng dốc, rồi bỗng chốc biến thành một cầu thang đá. Trèo lên trên lại là một cái hang chật hẹp. Cửa mặt đào đã bị mở toang, mọi người xách đèn đuốc chui ra khỏi hang. Thấy trước mặt bày ra một đống phế tích cung điện hoang tàn đổ nát, ngói gỗ ngột ngàng. Quả nhiên không ngoài dự liệu của Lão Trần, chỗ này chính là gian hậu điện mà nhóm trộm đã vào ban đầu. Hành lang giữa hậu điện và điện vô lượng trong đơn cùng đã bị người nguyên bịt kín bằng đá tảng và đồng nung. Còn tòa điện thì bị bọn Lão Trần cho một mồi lửa lúc bỏ chạy thoát thân. Mật đạo thông từ đây tới giếng đơn dược, giấu trong khuôn viên non bộ, vị trí vô cùng kín đáo. Nếu không phải từ trong đó chui ra thì từ bên ngoài hậu điện sẽ không bao giờ thấy. Đến được đây rồi, Lão Trần không khỏi sốt ruột trong lòng.
Lũ dệt trốn trong núi đã bị diệt sạch, nhưng trước sau vẫn chưa tìm thấy dấu vết của mộ thất. Chỗ nào cũng là mộ già mộ trống, khiến lão không nhịn được thầm rủa lúc người nguyên xảo quyệt. Mộ cổ khó đào nhất trong mọi triều đại chính là mộ cổ đời Nguyên, bởi thời Nguyên dung hòa thu nhận nhiều luồng văn hóa, cùng là vương công quý tộc, nhưng phong tục an táng lại khác nhau một trời một vực. Bố cục và địa cung của lăng mộ mang đậm phong tục vùng sa mạc phía bắc Tây Vực, lại pha lẫn cái huyền diệu của thuật phong thủy long mạch Trung Nguyên. Nhưng mộ phần chôn ngang táng ngược chính là kết quả của thời kỳ đặc biệt này. Cho nên chuyện nghệ nhân đổ đấu đào được mộ cổ thời Nguyên đa phần đều là đào bới lung tung mà được, chứ mộ đời Nguyên xưa nay vẫn là điểm mù của dân trộm mộ. Lúc này có một tên thuộc hạ hiến kế cho lão Trần, đã tìm khắp lượt vẫn không thấy mộ thất đâu. Sao không dùng thuật ủng thành thám thính? Thuật ủng thành có nghĩa là đào một cái hố trong núi, chôn xuống một cái vò vừa đủ để cho người chui vào. Sau đó kẻ trộm mộ nằm phục trong vò, gần như chôn mình trong lòng đất, nhờ vào sự khuếch đại âm thanh của cái vò khổng lồ để thám tính vị trí không gian trong lòng đất. Lá Trần lắc đầu, nghe đã biết là kẻ ngoại đạo. Thuật ủng thành chỉ có thể thăm dò lòng đất ngay dưới chỗ chôn vò, thường dùng tại nơi có thổ táng. Thế núi Bình Sơn siêu vẹo thế này, khắp núi đầu đầu cũng là đá xanh, về cơ bản không thể làm vậy được. Hơn nữa lần đầu thăm dò Bình Sơn, lão Trần cũng đã dùng quyết văn nghe ngóng, chỉ biết được động huyệt trong lòng núi rất lớn, cái nọ nối tiếp cái kia. Nhưng cũng chính vì động huyệt quá nhiều nên ảnh hưởng tới độ chính xác của tiếng vọng trong lòng đất. Dù thính lực của lão hơn hẳn những người thường, cũng không thể phân rõ hình dáng từng nơi trong lòng núi, vì thế không thể dùng cách này. Này ủng thành, đơn cung vô lượng, giếng đựng thầy, lộ phòng bằng sắt và hậu điện đều đã tìm khắp lượt mà vẫn không thấy chỗ chôn tay tướng Nguyên kia. Không hiểu có phải huyệt mộ này chẳng những bên trên bịt kín không cây không cửa, mà còn được lấp kín bằng đất nên mới không có kẽ hở nào như vậy hay không. Ở nơi địa cung phức tạp như trong lòng Bình Sơn, nếu quả thật mộ phần được làm bằng đất nện sẽ không có cách nào tìm ra. Người Nguyên không dựng mộ theo hình thức phong thủy, nên sợ rằng dù có mô kim hiểu ý tới đây tương trợ, cũng không thể dùng phân kim định huyệt đào thẳng đến Hoàng Long. Song lão Trần cũng biết lần này tuy kiếm được nhiều đồ quý giá, nhưng nếu không tìm ra huyệt mộ thực sự thì vẫn coi như thất bại. Đầu tư một khoản lớn như thế mà rốt cuộc lại công cốc quay về. Từ này lão Trần làm thủ lĩnh còn mặt mũi nào đi tranh cao thấp với người trong thiên hạ. Đang khi khó xử, gà gô chợt nảy ra một suy đoán. Nghe đất tìm mộ tuy rằng hiệu nghiệm, nhưng quy mộ đơn công trong núi Bình Sơn quá lớn, khiến mọi người dồn hết chú ý vào đó mà bỏ qua địa hình của núi. Dáng núi Bình Sơn giống như một chiếc bình quý thần tiên đựng tiền đơn, cả quả núi không khác nào một cái bình cổ. Lòng núi cũng rỗng như ruột bình, đơn cung bảo điện đều được xây trong đó. Cho nên dân trộm mộ tới đây chỉ chăm chăm vào hang động trong núi mà quên mất miệng bình trên đỉnh núi. Lăng tẩm thời xưa đều xây trong lòng đất, xẻ núi làm quách, đục đá xây lăng. Mộ thất cũng nằm sâu trong núi, nhưng mộ cổ Bình Sơn lẽ nào lại thuận theo lẽ thường? Dân có thể vị trí huyệt mộ sẽ hoàn toàn trái ngược với các mộ cổ thông thường xây tít trên đỉnh núi cao. Dưới chân núi chỉ cố tình bố trí huyệt già mộ không để đánh lừa tai mắt. Đỉnh núi Bình Sơn treo leo hiểm trở, quả thật mộ cổ chôn trên đó, ưu điểm người đông thế mạnh của đám trộm xả lính sẽ không có đất dụng võ. Kê xanh oái oăm này thực nằm ngoài dự liệu của mọi người,
Nhưng gà gô có tài tùy cơ ứng biến, kinh nghiệm trộm mộ cũng cực kỳ phong phú. Vòng ra vòng vào trong núi đã đoán ra khả năng này. Lá Trần luận về tài trí mưu lược không hề thua kém gà gô. Không hiểu sao lão thống lĩnh đám trộm cướp khắp thiên hạ mưu đồ nghiệp lớn, lòng sâu dạ hiểm, nhưng đến khi gặp phải vấn đề nan giải lại không sáng suốt, nhạy bén bằng gà gô, nên trước sau không mảy may nghĩ tới chi tiết này. Giờ nghe gà gô nói vậy là mới nhiều sực tình, vội nói: thực là một câu nói vén cả màn mê. Người Nguyên xây mộ trong đơn cung Bình Sơn là có ý đồ chấn áp người động gì, cái này gọi là thuật áp thắng. Bày trận áp thắng trong lăng mộ quả thật hiếm thấy, nhưng thợ buộc lầu bày trận áp thắng cho người Dương Trạch thường ở nơi cao nhất trong nhà, nên mộ cổ Bình Sơn chắc chắn cũng được chôn ở trên đỉnh núi. Chương thứ 35: Núi có tam hương. Lão Trần đã có chủ định, nhưng thấy đám người xả lĩnh và đội công binh đều sức cùng lực kiệt, nhất là trong đó có nhiều con nghiện. Cơn nghiện phát tác nên bài hoài toàn thân, đi tìm mãi vẫn không thấy mộ cổ đời Nguyên chôn ở chỗ nào, thì nhất loạt chùn chân không buồn bước nữa. Lão đành khích lệ mọi người: các anh em, theo quy định của Thượng Thắng Sơn chúng ta, phàm đào được mộ to mà lớn thì đều có thưởng. Hôm nay chính là ngày hoàng đạo đổ đấu, tuy trên đường đi gặp nhiều khó khăn, làm hơn 100 anh em phải bỏ mạng ở Bình Sơn, nhưng họ đều là những bậc anh hùng hào hán có chí khí, cũng là anh em kết nghĩa của chúng ta, nhất định đã lên thiên giới, ở trên đó phù hộ cho chúng ta hồng phúc dồi dào. Kiếp này không thể gặp lại, nhưng kiếp sau vẫn nguyện cùng kết nghĩa vườn đào. Trước tiên lão nói đến hai chữ lợi nghĩa, sau đó lại nhắc nhở đám trộm trước khi vào núi Bình Sơn đều đã thề nguyện, chừa vét sạch Bình Sơn quyết không trở về. Tuy người trong giới lục lâm có thể không tin quỷ thần, nhưng rất là trọng lời hứa. Làm trái lời thề coi như đã phá vỡ lời nguyện, tất bị người đời khinh bỉ. Sạch sử cũng có nhiều sự tích nổi tiếng ghi trên giấy trắng mực đen làm chứng. Năm xưa, Lương Vũ Đế không tin lời nguyện nên chết đói trên đài thành, không người thu lượm. Ngân Thường tướng quân La Thành vào thời Tùy Đường không tin lời nguyện nên đoàn mệnh, trên năm 32 tuổi. Tổng Công Minh ở Thủy Bạc Lương Sơn không tin lời nguyện, cuối cùng mất mạng vì một bình rượu độc. Dân trộm cắp lấy lợi làm đầu, xem nghĩa khí làm trọng, nghe những lời này tinh thần như được lên dây cót, lũ lượt xin thủ lĩnh cho lên phía trước. Lần này dù có thịt nát xương tàn cũng không làm nhục nhuệ khí Thượng Thắng Sơn, nhất định dốc lòng dốc sức. Còn lại đám lính công binh không phải là người xả lĩnh, tuy trong bụng muốn bỏ cuộc giữa chừng, nhưng bị đám trộm cướp này thúc giục, đành lên gân lên cốt tiến lên. Họ dâm lên đống hoang tàn đổ nát của hậu điện, tìm kiếm khắp xung quanh, cuối cùng cũng đến được khe nứt lớn nhất của núi Bình Sơn. Khe nứt khổng lồ này giống như bị một lưỡi rìu chém xuống, nằm ngay gần cổ Bình Sơn. Do thân núi siêu vẹo nên vết nứt cũng xiên lệch xuống dưới, ăn vào điểm đầu thân bình. Khe nứt trên rộng dưới hẹp, sương mù dày đặc dập dềnh dưới vực sâu. Cổ tùng mọc ngược, nhìn từ trên cao xuống mà bùn rộn chân tay. Từ bên dưới nhìn lên, thấy vách núi dựng đứng trèo giữa lưng trời, dường như chỉ cần một cơn gió lớn thổi qua, mỏm núi treo leo đầu cổ bình sẽ bị cuốn bay bất cứ lúc nào. Ngọn núi mang hình chiếc bình cổ nứt toác này cứ lơ lửng như thế qua vô số tuế nguyệt. Dưới thân núi siêu vẹo lơ lửng lại là chập trùng khe sâu hẻm đá rừng rậm tùm. Dù nhìn từ góc độ nào, thế núi Bình Sơn vẫn nguy hiểm vạn phần. Lão Trần quan sát phần đáy khe núi rất lâu. Đỉnh núi như một tảng đá xanh khổng lồ, nặng đến ngàn vạn cân.
hai bên vách đá dốc đứng lạnh lẽo tuy hẹp nhưng vẫn khá rộng. Nơi sâu nhất tích tụ nước mưa trong lòng núi, muốn leo lên hai bên vách chỉ có cách bắc thang rết bám vào đó mà trèo. Lao lại cho gọi anh chàng dẫn đường tới, lệnh cho anh ta chỉ rõ nơi những sơn dân hái thuốc thường bắt đầu leo xuống vực sâu và nơi họ thường hái thuốc. Anh chàng người Miêu tuy chưa lên núi Bình Sơn bao giờ nhưng dù sao vẫn là dân bản địa, nghe hơi nổi chõ nên ít nhiều cũng biết được đại khái, còn hơn người ngoài. Anh ta nghển cổ chỉ tay vẽ các vị trí trên vách đá. Bình Sơn là nơi có lắm kỳ hoa dị thảo và các loại thảo dược quý hiếm. Sơn dân động gì quanh đây thường mưu sinh bằng nghề hái thuốc. Nếu hái được hoàng tinh, tử sâm trên núi, có thể bán cho thương lái thu mua dược liệu hoặc tự mang vào thành mà bán. Thứ đáng tiền nhất trong núi chính là hà thủ ô, linh chi, cửu long bàn. Treo ngoe một chỗ là chúng đều mọc sâu trong khe đá trên vách núi dựng đứng. Trong những kẽ đá vốn toàn đá xanh, nhưng thỉnh thoảng cũng có bùn đất từ trên cao rơi xuống, tích tụ nhiều năm, lấp đầy các khe nhỏ, lại nhờ xương khí dưới vực sâu nên mọc ra nhiều loại linh dược. Dân bản địa gọi khe nứt trên đỉnh núi Bình Sơn này là dược khe. Nhưng nghe nói bên trong dược khe có cương thi thành tinh ẩn nấp. Người xuống đó hái thuốc, dù không gặp phải cương thi thì cũng bị vật độc trong núi lấy mạng. Lại thêm Bình Sơn được bao bọc trong dược khí, xung quanh tiềm phục rất nhiều thứ tà ma kiểu như bạch lão thái thái, nên lâu dần chẳng ai dám tự tiện vào núi nữa. Thỉnh thoảng cũng có kẻ liều mạng to gan đâm đầu vào đây, song đa phần có đi mà không có về. Trong giờ khe này có một khu vực gọi là Trần Châu Tản. Trên vách núi xuất hiện nhiều mỏm đá nhấp nhô, hình như thạch nhũ, chất như mã não, trông giống như một cái ô bằng chân châu nên mới có tên như vậy. Những mỏm chân châu này không có màu cho hay trắng mà đỏ tươi màu máu, giống như huyết thạch của gà, là nơi sinh trưởng của loại cửu long bàn vô cùng quý giá. Từng có một gã trai người Động Di, cả nhà tám đời đều giỏi nghề hái thuốc. Muốn chữa bệnh cho vợ, bèn liều mạng men theo vách đá leo xuống tìm cửu long bàn. Anh ta quen thuộc dược tính, trên người mang theo cả thuốc xua rết và rắn độc, rốt cuộc cũng tìm được chân châu tàn. Nhưng đúng lúc định giơ tay hái thuốc thì chợt trông thấy từ trong khe núi bò ra một cương thi cao lớn, mặc áo bào màu tím, thắt đai lưng vàng. Cô thấy đó đã thành tinh, há mồm nhả ra làn khí tím, giờ cái tay to lớn đầy lông trắng già định tôm lấy anh ta. Anh chàng Động Di nọ sợ đến hồn bay phách lạc, chẳng còn lòng dạ nào mang tới cửu long bàn nữa, vội vận hết thân thổ nhanh chẳng kém khỉ vượn, leo dây xuyên mây chạy như bay trên đỉnh núi. Từ đó sợ quá ốm liệt giường, không đầy hai năm sau thì chết. Theo người này kể lại, khu chân châu tản đó nằm bên mặt âm của khe núi. Lão Trần nghe xong thì nghi ngợi một hồi, những lời đồn thổi kiểu này không thể không tin, cũng không thể tin hết. Nhưng dù không tìm được lối vào mộ cổ, ít nhất cũng phải hái hết cửu long bàn mọc trên chân châu tàn mới được. Đoàn lão quay sang hỏi ý kiến gà gô. Gà gô thấy vách đá dốc đứng nhưng có thể dùng thang rết leo lên không khó khăn gì. Quanh chân châu tàn có mộ đào, huyệt môn hay không cũng phải tận mắt nhìn mới biết được, bèn gật đầu đồng ý. Chỉ chờ có thế, lão Trần liền chọn ra hơn 30 tên trộm sở trường chạy tường đạp ngói, mỗi người hai chiếc thang tre leo lên vách núi, lại dùng sọt tre cong theo hai con gà trống. Nếu quả thật có cương thi thành tinh hại người, nghe tiếng gà gáy ắt sẽ kinh sợ. Đoàn phái tất thảy số lính công binh còn lại theo đường cũ trở ra, cùng đồng bọn vận chuyển mấy thứ như đèn lưu ly trong đơn cung ra ngoài.
Dưới đáy khe núi đọng rất nhiều nước mưa. Mặt nước mưa phủ kín lá bèo, khí ẩm nặng trĩu. Trên vách đá đẫm nước lì tì, không gian dưới đáy vực chật hẹp. Nếu chẳng may bị kẹt dưới này thì đúng là tiến thoái lưỡng nan. Đám trộm chỉ còn cách móc thang tre vào các khe đá, treo mình leo lên vách đá dựng đứng. Mọi người bỏ ra mấy chục cái thang giết, ghép, nối, xếp, treo, rồi lấy hơi tập trung trèo lên vách đá. Cứ men theo các khe đá mà leo lên, chỉ thấy giữa hai vách vực mây xanh thăm thẳm, cách nhau vỏn vẹn mấy bước chân. Vách đá trên miệng bình xanh như bức tường ngọc, màu sắc của đá núi cũng dần sẫm hơn. Xung quanh tử đằng rủ xuống khe sâu, trên thân cây nở đầy những hoa cỏ lạ lùng. Lớp bùn đất trong các khe đá thì mọc đầy cỏ dại. Chỗ này tiếp giáp với điểm đầu sườn núi Bắc. Trên dược khe, quanh năm không thấy ánh mặt trời này, càng leo lên càng bắt gặp nhiều loại cây cỏ kỳ lạ không rõ tên. Điều này rất không bình thường. Lão Trần và gà cô đều biết thuật nhìn vết bùn phân sắc cỏ trong tìm mộ táng. Chỉ cần quan sát các loại cây dại cỏ hoang trên mộ, có thể đoán ra tuổi tác, thân phận, giới tính của bộ hài cốt nằm bên dưới. Bất luận niên đại xa hay gần, thực vật sinh trưởng quanh mộ đều có điểm khác biệt. Tình trạng sinh trưởng của cây cỏ trên mộ được gọi là mạch phần. Cách phân loại mạch hưng suy để bắt nguồn từ tập Lăng Phổ thời xưa, nói kỹ e còn phức tạp hơn cả bí thuật phong thủy của Mô Kim Hiểu Ý. Ví dụ quanh mộ hoang vô chủ, ngay đến bia mộ cũng không có, nhìn vào chỉ thấy cỏ dại tùm. Nhưng trong mắt người hiểu mạch phần thì đám cỏ dại giản đơn ấy lại ẩn chứa rất nhiều thông tin. Chẳng hạn như cỏ trên mộ xanh xanh, trong quan là nhược quán. Hay cỏ trên mộ mọc lung tung, dưới đất tất có người chết bệnh. Ý nói rằng nếu cỏ mọc trên nấm mộ vừa xanh vừa non, người nằm bên dưới chắc chắn là yểu mệnh, chết trẻ. Cỏ vàng khô sơ xác, chứng tỏ không có sức sống. Người chết nằm dưới mộ nhất định là do nhiễm bệnh mà chết. Xung quanh mộ phần của người khỏe mạnh, cây cỏ ắt tốt tươi. Đại loại như vậy có thể kể ra vô số. Riêng cái gọi là mộ phần đã có nghĩa rất rộng. Nhưng chỗ có đất, có cỏ trên nấm mộ đều thuộc về mạch phần. Quy mô mộ phần dưới lòng đất càng lớn thì phạm vi mạch phần càng rộng. Nhưng trên đời này chỉ có những kẻ trộm mộ nắm chắc quyết vọng mới hiểu cách quan sát phân biệt. Đám trộm trèo lên thang rết, soi đèn nhìn kỹ các loài thực vật sinh trưởng trên vách đá. Gà gô nhìn sang hai bên, thấy cành lá cây tùng lẫn các cây dây leo đều tùm xanh tốt, rõ ràng là phần mộ của võ tướng. Anh ta lại chỉ một nó hoa màu vàng trên thân dây leo, nói với mọi người: đây chính là hoa mắt mèo, chỉ mọc gần mồ mà, chắc chắn trong đỉnh núi có mộ huyệt rồi. Lão Trần thấy mấy đá hoa là quả nhiên có hình dáng giống mắt mèo. Hoa cỏ nơi này sinh trưởng nhờ vào âm khí ngưng kết trong mộ cổ, nên đều thấp thoáng tỏa ra sát khí. Xem ra ngôi mộ đầy nguyên kia tuy táng rất sâu, nhưng rốt cuộc vẫn để lộ dấu vết. Lão xem xét một lượt vết cỏ, lại hách mũi hít hà mùi trên dược khe. Thuật người đất trong quyết văn tuy dính thêm chút thổ, nhưng đều về cơ bản làm gì có ai nằm bò ra đất như loài chó mà đánh hơi từng tí một. Thuật này bắt buộc phải học từ khi còn nhỏ, suốt đời kiêng cữ rượu thuốc đắng cay. Hơn nữa, không chỉ đơn thuần người đất, mà phàm núi cao vực sâu có nhiều mùi lạ vần vít, Lão Trần có thể dùng thuật văn sơn ngửi mùi tìm mộ táng. Những mùi hương thường thấy nơi thâm sơn cùng cốc gồm có ba loại. Những ngọn núi không có mùi hương thì đều là núi hoang. Chỉ ở nơi địa hình đặc biệt như tận cùng hai vách đá dốc đứng song song, nơi sơn khí ngưng kết, mới có thể triển khai thuật này. Mùi hương rõ rệt nhất trong núi chính là mùi khí độc. Chướng khí càng độc
thì mùi càng nồng. Nhưng mùi khí độc thường pha lẫn mùi bụi đất, rất dễ nhận ra. Còn mùi hương tinh túy của loài cây cỏ như dược thảo, dã hòa, sơn dược thoang thoảng phản phất, khiến người ta ngửi vào cảm thấy sảng khoái tinh thần. Mùi hương đặc biệt nhất là mùi mộ cổ, và trộn giữa mùi thủy ngân, gỗ áo quan, minh khí, tử thi và vôi bột chống thối rữa. Bên trong mộ nhất định sẽ thấy âm lạnh hôi thối, nhưng bên ngoài lẫn với mùi hoa cỏ mạch phần, nên chỉ ngửi thấy một mùi hương dịu dịu phảng phất mơ hồ, lúc gần lúc xa. Càng lại gần huyệt mộ, mùi hương lạnh lẽo này càng mạnh hơn, xen lẫn một mùi tanh đặc biệt, âm lạnh nhưng không hề khó ngửi. Lão Trần hít một hơi thật sâu, cảm thấy trong mùi hương tươi mát ở dải chân châu tản này thoang thoảng một mùi tanh nồng kỳ lạ. Càng xuống sâu, mùi tanh ấy lại càng nồng đậm, rất khó diễn tả. Vừa ngửi một lần đã cảm thấy lạnh thấu xương tủy, thì càng khẳng định trong vách đá có dấu huyệt mộ. Chỗ này là nơi khuất nẻo bên sườn núi Bắc, nếu không phải giáp tâm tìm kiếm thì dễ gì tìm ra. Hai bên vách đá chẳng chịt cổ tùng dây leo, chắc hẳn mộ đào đã bị bịt kín. Lão Trần nghĩ vậy, bèn khoát tay ra hiệu, lệnh cho đám trộm mang thằng giết kết thành một chiếc cầu tre bắc ngang khe núi. Mọi người thấy đã tìm ra tung tích mộ cổ, tinh thần phấn chấn hẳn lên, liền bắc cầu tre giữa hai vách dược khe. Từng người dẫm lên cái thang tre rùng rình, đối nhau đi xuyên qua làn sương mây. Nếu không bám vào dây leo thì dùng thang rết bám vào vách đá, treo lơ lửng giữa không trung, rút rào rút rìu phạt hết cây cỏ che phủ trên chân châu tàn. Dây leo cành cây bị phạt đứt, rơi là tả xuống đáy vực. Không lâu sau, mảng đá lõm vào màu máu gà đã lộ ra quá nửa. Chỉ thấy trên vách đá có nhiều vết nứt lớn, vết to nhất nhét vừa một con bò. Bên trong tối om không biết nồng sâu thế nào. Trong những vết nứt nhỏ hơn là mấy khóm cửu long bàn vảy giáp xinh xắn. Bọn người Lão Trần mừng thầm trong bụng. Truyền thuyết về người Miêu trèo xuống chân châu tàn sờ khe hái thuốc quả nhiên là thật. Loại cửu long bàn mọc ở sườn núi Nam đều không đáng tiền, thông thường chỉ có thể đánh cảm giải độc. Duy ở khe sâu quanh năm không thấy ánh mặt trời mới có thể mọc ra loại cửu long bàn vảy giáp mỡ màng này, còn được gọi là cửu quỷ bàn. Một cây đáng giá ngàn vàng, có công dụng thần kỳ kéo dài tuổi thọ. Đám trộm thấy thế thì tạm thời quên phát chuyện mộ cổ. Những kẻ ở gần vội thò tay hái thuốc, nhẹ nhàng cẩn trọng nhổ cả rễ lẫn gốc. Bởi chỉ cần cửu quỷ bàn thiếu mất một cây rễ hay cây vẩy thì coi như mất hết giá trị, không còn đáng tiền nữa. Gà gô lại hoàn toàn dừng dưng. Từ trên thang tre, anh ta tung người nhảy vào khe nứt to nhất. Vừa giơ tay chạm vào vách đá đã cảm thấy đầu ngón tay lạnh buốt, chính là cái lạnh chỉ có trong mộ cổ. Giơ đèn soi vào phía trong, anh ta phát hiện ra phía cuối ánh đèn chập chờn có một bóng người. Tiến lên trước nửa bước thì thấy một cái xác nam cao to đang đứng yên bất động trong khe núi, hiện ra rõ ràng trước mắt. Cổ thầy so vai cúi đầu nên không nhìn rõ mặt, khắp người bám đầy bụi đất. Cứ nhìn lớp bụi dày đó, đủ thấy cái xác này đã đứng đơn độc trong khe núi rất nhiều năm, không hề nhúc nhích. Bộ giáp trụ trên người rõ ràng là quân phục khi lâm trận thời xưa. Cả cô đã quen hành sự một mình, hơn nữa lại là cao nhân to gan lớn mật trong nghề đổ đấu. Anh ta không đủ kiên nhẫn chờ đám người xả lính đang dở dẫm vơ vét đến từng tấc một, thầm nghĩ tội gì không vào trước xem sao. Nghĩ là làm, không đợi bọn Lão Trần đang ở phía sau, anh ta giơ cao cây đèn báo trên đầu, rút khẩu súng đức từ eo ra, dùng mũi súng nâng đầu xác chết lên, định xem diện mạo nó thế nào. Không ngờ khẩu súng đức
còn chưa chạm được vào cổ thây toàn thân giáp trụ, trong đồng bốc nổi lên một cơn gió lạnh. Cô Cường Thi dùng mình rút khỏi lớp bụi dày, bất ngờ bổ nhào về phía trước. Chương thứ 36: Núi cao rung chuyển. Cái xác cổ đời nguyên toàn thân khôi giáp, sò vai cúi đầu, đang đứng yên bất động, bỗng đột nhiên vồ lấy gà gồ. Bụi đất mảng nhện trên người nó cũng bay lên tứ tung, thoạt trông mù mịt cả hang động. Gà gồ đâu phải kẻ hữu dũng vô mưu, anh ta dám lấy nòng súng chọc vào cái mũ sắt trên đầu cổ thây. Đương nhiên gan đã to, tài nghệ lại càng cao, không có bản lĩnh đã không dám làm liều. Đứng sẵn theo tư thế chân trước chân sau, bất luận gặp phải dị trạng đột biến gì, cả gồ cũng đều đã chuẩn bị sẵn sàng kế sách tiến thoái ứng biến. Chợt nghe có tiếng giáp sắt lách cách, không đợi cổ thầy kia tới gần, anh ta cúi người xoay nửa vòng, sượt qua Cương Thi trong lòng mộ đạo chật hẹp, vòng ra sau lưng nó. Thân hình gà gô cực nhanh, tựa như một làn khói nhẹ, vòng một cái đã tới sau lưng Cương Thi. Hai cánh tay lập tức vươn ra, móc vào dưới nách, rồi bẻ ra sau, khoa cứng ót nó. Đầu gối phải đồng thời co lên, thúc mạnh vào xương sống. Chiêu này nhìn có vẻ đơn giản, kỳ thực chính là tuyệt kỹ khôi tinh thích đầu mà Ban Sơn đạo nhân dạy công luyện tập. Hai cánh tay và đầu gối gà gô cùng lúc phát lực, chỉ nghe tiếng xương cốt gãy răng rắc, cái xác khô khoác giáp sắt đã bị gà gô bẻ gãy xương sống, đổ sụp xuống đất như đống bùn nhão. Dân đổ đấu ít nhiều đều chuẩn bị vài ngón nghề đối phó với xác chết bị quỷ nhập tràng khi khai quan, đề phòng hiểm nguy bất chắc trong mộ cổ. Mộ Kim hiệu úy có đình đóng thầy và móng lửa đen, còn Ban Sơn đạo nhân lại có sở trường khôi tinh thích đầu. Nhưng nếu không phải xảy ra thì biến, Cường Thi chưa chắc đã bật dậy vồ người. Nghe nói một trong những nguyên nhân phổ biến của hiện tượng quỷ nhập tràng là do thi khí tích tụ không tiêu, xác chết gặp phải luồng điện hoặc dương khí của người sống bèn sinh ra phản ứng, đột nhiên chồm dậy vồ người. Loại Cường Thi này không hề biết mệt mỏi, da thịt lại cứng hơn sắt thép, giao súng đều không thể đả thương. Duy có vị trí sau gáy sau lưng là nơi thi khí yếu nhất, có thể dùng tuyệt chiêu bẻ gãy xương sống nó, rồi dùng lực vặn mạnh khiến xương cốt nó gãy vụn, không thể tác oai tác quái được nữa. Nhưng sự việc không đơn giản như thế. Động tác của gà cô quả thực quá nhanh. Anh ta thấy Cương Thi nhào tới, bèn mau lẹ xoay người bẻ gãy xương sống của nó. Chuỗi động tác liên hoàn này vừa nhanh vừa hiểm, một khi đã ra tay là không chút dung tình. Nhưng chính vì gà gô ra tay quá hiểm, quá độc, nên muốn dừng lại ở giữa chừng cũng không dừng nổi. Anh ta vừa nhao người lên trước, cùng lúc liền cảm thấy trong lòng núi có một trận rung lắc dữ dội. Hình như không phải là xác chết bị quỷ nhập tràng, mà là cả ngọn núi Bình Sơn đang chuyển mình, làm cho cái xác khô ngã rúi về phía trước. Gà gô giật mình, chả nhẽ trong núi Bình Sơn lại có động đất. Anh ta sợ còn động đất tiếp, cả ngọn núi sẽ đổ sập xuống chôn sống mình, không dám năn lại bên trong bộ đạo nữa, mà vội vàng rút ra ngoài, ra khỏi khe núi trên chân châu tản. Anh ta thấy đám trộm đang trèo trên vách dở khe, ai nấy mặt vàng như nghệ, nắm chặt lấy thang tre và dây leo, dường như cũng vừa cảm thấy cơn chấn động dữ dội khi nãy. Lão Trần thấy gà gô chui ra từ hang đá hẹp, vội gọi lớn: "Không hay rồi, Bình Sơn sắp sập, mau tẩu phản thôi." Tẩu phản ở đây chính là bỏ chạy. Thì ra khe nứt trên núi Bình Sơn này quá sâu, cổ bình và thân bình chỉ còn gắn hở với nhau, 10 phần thì đến 9 phần đã nứt toác theo năm tháng. Cơ trực gãy như thế mà hứng mưa chịu gió suốt mấy trăm năm, đây chính là kiến tạo tinh xảo của tự nhiên. Giống như phong động thạch, nhìn có vẻ bấp bênh, nhưng thực ra
lại rất vững chắc. Trong treo leo tuyệt hiểm vẫn có sự thăng bằng vô cùng tinh tế. Nếu không có ngoại lực cực mạnh tác động phá vỡ sự thăng bằng này, có lẽ mấy trăm nghìn năm sau nó vẫn cứ như vậy. Thế nhưng đám trộm xả lĩnh trước nay chưa từng có kinh nghiệm với mộ táng trong lòng núi, lại đi sử dụng thuốc nổ quá liều. Trong số họ chẳng ai hiểu thế nào là rút dây động rừng, chỉ chăm chăm đặt mìn chôn thuốc, nổ cho miệng núi lưng núi chi chít lỗ. Sóng xung kích của những vụ nổ hết lần này đến lần khác dội vào lòng núi, khiến khe nứt khổng lồ trên đỉnh sắp sửa nứt lìa. Chấn động khi nãy chỉ là điềm báo ban đầu mà thôi. Cả quả núi lại rung lên từng cơn, nhẹ hơn so với lần đầu, nhưng kéo dài liên miên. Cơn này nối tiếp cơn kia, bùn đất và đá vụn rào rào rơi từ trên cao xuống. Gago biết một khi thân núi thực sự đứt lìa, cả đám người đang bám trên vách đá sẽ theo một bên vách dở khè rơi xuống khu rừng rậm bên sườn núi bắc. Lúc ấy thì dù có mình đồng ra sắt cũng đừng mong sống sót. Ngọn núi vẫn đang rung lắc không ngừng, chỉ cần sẩy chân một bước là lập tức rơi xuống vực sâu. Trong tình cảnh này, điều tối kỵ chính là manh động. Gago nghe thấy lão Trần lệnh cho mọi người mau chóng nhảy sang vách núi bên kia thì vội vàng ngăn lại. Nhưng không đợi anh ta kịp mở mồm, đã có mấy tên trộm do sợ hãi nóng lòng muốn thoát khỏi hiểm cảnh. Trong lúc hoảng loạn mất bình tĩnh, mặc kệ ngọn núi đang rung lắc mỗi lúc một dữ dội, cơ giơ bừa cái thang rết, tung người nhảy sang vách đá đối diện. Đình nình sẽ móc được thang rết vào vách đá. Nào ngờ đúng lúc ấy, từ trong lòng núi bỗng vang lên những tiếng ầm ầm, tựa như trời long đất lở. Khe nứt đột nhiên toác rộng ra tới vài trượng. Những kẻ bỏ chạy trước tiên còn đang lơ lửng giữa không trung, vốn đã nhắm chuẩn khoảng cách, giờ lại không thể với tới mục tiêu. Thằng dệt bắc sang bị hụt, cả người rơi thẳng xuống vực thẳm trong tiếng kêu gào khiếp đảm. Mạng của mấy người này kể ra cũng lớn, trong khi rơi xuống tay vẫn nắm chắc thằng dệt không rời. Mấy cái thằng tre vướng vào nhau tạo thành một mảnh võng tre kẹt lại khoảng hẹp giữa hai vách đá. Nhưng bọn họ còn chưa kịp vui mừng vì thoát chết thì mấy chục tảng đá to bên trên đã ầm ầm rơi xuống. Bọn họ bám trên thang tre biết tránh đi đâu, tất cả đều bị nghiền nát như tường. Đá lớn đá nhỏ theo nhau rơi xuống, đập vào vách đá phát ra tiếng vọng trầm vang lẫn với tiếng kêu gào xé ruột xé gan. Hết thảy đều rơi tõm vào hồ nước dưới đáy vực sâu, vang lại những tiếng lồng bồng hỗn loạn. Lúc này những người còn lại đều cố ép sát vào vách đá phía miệng bình, cả người và vách đá cùng rung lên từng chập. Đá tảng cổ thụ đen sì bị kình phong cuốn phăng từ trên xuống, nhưng tảng đá lỏng lẻo chênh vênh trên đỉnh núi đều rơi hết xuống vực. Tránh được một tảng không khó tránh nổi cả trận mưa đá dội xuống không ngớt. Liên tiếp có người bị đá va phải ngã xuống vực chết bất đắc kỳ tử. Việc đã đến nước này chỉ còn cách nghe theo mệnh trời. Ai chết thì là cái số, những người may mắn sống sót coi như chưa đến ngày tận. Chỉ nghe một tiếng nứt toát như xé vải từ dưới vực khe sâu vọng lên, đám người lão Trần và gà cô cảm thấy rực khe càng thêm siêu vẹo. Khe nứt vốn dày đặc sương mù mây cuộn cứ mỗi lúc một rộng thêm mãi. Mọi người chợt thấy trước mắt hòa lên như có ánh sáng mặt trời rọi thẳng vào mặt. Cây cỏ trong khe núi đều đã lộ rõ mồn một. Hoa già sau khi vết nứt toác ra, ánh sáng mặt trời đã chiếu được vào trong. Bình sơn trong chớp mắt đã thật sự chao đảo tựa trời nghiêng đất ngả, nhật nguyệt đổi rời. Đám trộm trải qua cơn sóng gió, chân tay ai nấy đều đã mỏi nhừ. Gago bám trên vách đá né trái tránh phải, mắt thấy tảng đá ngàn vạn cân trên miệng bình đang từ từ lăn ngược ra sau. Đám đá vụn từ trên không tới tấp rơi xuống khi nãy cũng đột nhiên giảm hẳn, bèn hô lớn:
đến lúc đi được rồi đấy. Đoạn chìa tay kéo tên trộm đang run như cầy sấy bên cạnh, bảo mọi người mau kết thang dứt lại thành cầu tre để chạy về khe núi trước mặt. Bọn người lão Trần cũng hiểu đây là cơ hội cuối cùng. Ngọn bình sơn đã sắp nứt lìa đến nơi rồi, nhưng dục tốc thì bất đạt. Đám trộm trong lòng hoảng loạn, lại thêm chân tay run rẩy, liên tiếp tuột tay đánh rơi mấy cái thang rết. Chỉ còn lại 4 cái thang tre kết thành 2 cái cầu nối liền giữa 2 khe núi. Đám trộm đẩy lão Trần lên thang tre trước. Dù sao lão cũng là thủ lĩnh Thượng Thăng Sơn, về lý đương nhiên phải để lão thoát thân trước. Lão Trần lúc này cũng không hơi đâu làm bộ làm tịch, chẳng từ chối lấy nửa lời, ngẩng đầu nhìn lên thấy không có đá rời nữa, liền hít sâu một hơi dẫm lên thang tre, bước vội 3 bước làm 2, trao đảo chạy qua. Đến hết cầu tre thì nhún chân nhảy lên bám vào mỏm đá, quay đầu lại với tay lia lịa, ý bảo gà gô đừng để ý đến đám người bên cạnh. Quả núi này có thể đổ xuống bất cứ lúc nào, mau nhảy sang đây. Việc cấp thiết là bảo toàn tính mạng hai huynh đệ ta, nếu không vạn sự đều vô ích. Gà gô vốn tự tin vào bản lĩnh của mình, không muốn giành giật đường sống với người khác. Anh ta vẫy tay y nhường cho những người còn lại sang trước, còn mình đi cuối cùng. Hơn chục kẻ may mắn sống sót thấy vậy, tuy trong bụng kính nể nhưng chân chẳng muốn nhường, lập tức chen nhau chạy lên cầu tre. Trong cơn chấn động tựa như sấm rền chớp giật, trời rung đất chuyển, lại thêm mấy người nữa trượt chân rơi xuống vực sâu bỏ mạng. Cuối cùng bên này vách núi chỉ còn lại Hồng Cô Nương và gà gô. Lúc này gà gô thấy núi non rung chuyển, cỏ cây đổ gãy, ngọn núi sắp nứt lìa đến nơi rồi, đã không đủ thời gian để từng một người qua cầu nữa. Anh ta chẳng còn tâm trí nghĩ xem cầu tre có chịu được sức nặng của hai người hay không, vội đẩy Hồng Cô Nương phi thân nhảy lên cầu. Chạy thật nhanh qua, trong tiếng đá núi nứt lìa và dòng khí lưu xoay vần rất chừng không, gà cô đi được nửa đường chợt cảm thấy chiếc thang tre dưới chân có vẻ không ổn, liền theo đó là trận cuồng phong thổi qua khe núi, thân người chợt lơ lửng như tàu lá bay, chỉ chực cuốn theo cơn gió. Anh ta biết sức gió quá mạnh, hễ có chút sơ sẩy ắt sẽ bị cuốn xuống vực sâu, lại càng vội vã lao về phía trước. Đưa tay nắm chặt lấy Hồng Cô Nương, nhẹ như chim yến, hai người liên thủ sẽ không dễ bị cuốn xuống vực nữa. Nhưng vừa giữ được thăng bằng thì một cơn chấn động tựa trời long đất lở nữa lại từ đáy vực truyền đến. Hai bên vách đá như mồm con quái vật đang từ từ há to, cuối cùng đã tách hẳn ra. Tảng đá khổng lồ trên miệng bình lăn xuống đất, chiếc thang rết dưới chân gà gồ bị luồng loạn khí sinh ra từ cơn chấn động quân đi chẳng khác nào phiến lá, lộn nhào rồi rơi xuống đáy núi. Gà cô và Hồng Cô Nương cũng chỉ cảm thấy hẫng một cái, bên tai gió thổi ù ù, người đột ngột rơi xuống. Gà cô lâm nguy không loạn, vội nắm chặt lấy tay Hồng Cô Nương, lợi dụng luồng khí loạn cùng nhau nhào về phía vách đá nơi có bọn lão Trần. Hai người như đôi chim liệng xuống chênh chếch theo hình vòng cung, giữa tiếng rít gào của gió núi, cảnh vật nơi vách núi lướt nhanh qua mắt. Gà gô nhanh tay tỉnh mắt, thấy sắp gần vách đá, liền với tay trái ra bách tử câu giấu ở mặt trong khỉu tay và cổ tay, lập tức cắm vào vách đá. Nhưng lớp đá xanh rắn chắc trơn tuột, phủ đầy rêu xanh, bạch tử giáp chỉ có thể cào lên đó mấy chục vết, rồi lại bị Hồng Cô Nương đang theo đà rơi kéo đi. Hai người dán chặt vào vách đá dựng đứng, từ từ trượt xuống không sao dừng lại được. Hồng Cô Nương lúc này cũng đã sợ đến hồn bay phách lạc, nhắm chặt mắt không dám nhìn. Trần cảm thấy gà cô túm lấy cánh tay mình, hai người chậm chậm rơi xuống như cơi mây đạp gió, thì thu hết can đảm cúi đầu nhìn xuống. Đúng lúc tảng đá to trên miệng bình rơi xuống đất đánh uỳnh một cái, nghiền nát bấy bùn đất cây cối dưới đáy vực,
bắn tung tóe đổ lại vụn lên giữa tầng không. Cô ta vội lấy tay che mặt để tránh bị bắn vào mắt. Chỉ thấy một luồng khí lưu dội mạnh vào người, cảm giác như nghẹt thở, không biết mình còn sống hay đã chết. Mặt đất và cây cối dưới chân núi mấp mồ, tảng đá khổng lồ trên miệng bình sau khi rơi xuống đất lăn hai vòng rồi uỳnh một tiếng trời long đất lở, rơi vào giữa đám cổ thụ cao lớn tùm. Gà cô nào dỗi hơi xem xét tình hình dưới chân núi, anh ta bị hồng cô nương kéo không hãm nổi đã rơi, trượt qua liên tiếp mấy cái đá lồi lõm cũng không ăn thua gì. Bên tai chỉ nghe tiếng bách tử câu cọ vào vách đá kèn két. Gà cô biết nửa còn lại của Bình Sơn đã trở thành vách núi dốc đứng, do thế núi siêu vẹo như sắp đổ. Phần chân vách đá vuông góc với mặt đất sẽ tạo thành một khoảng không. Cứ thế này trượt xuống, tay không có điểm bám, a xe rơi thẳng xuống đất mà chết. Lúc này tính mạng đã như ngàn cân treo sợi tóc, tay anh ta càng bám chắc hơn. Trần thấy cánh tay căng ra, anh ta kéo hồng cô nương treo người trên gờ con dốc dựng đứng, thân hình đong đưa qua lại giữa không trung. Cuối cùng cùng bám được vào một khe đá. Bạch tử giáp tuyệt đối không thể bám vào hư không, nếu rơi xuống thêm nửa thước nữa e cả hai người chẳng còn sức mà sống nữa. Gà có một tay bám vào dốc đá, thở hắt ra một hơi, nhìn cảnh sắc mây núi xa mờ, khói sương thấp thoáng quanh núi Bình Sơn nằm gọn trong tầm mắt, thì không khỏi thầm thán phục tạo hóa. Anh ta cúi xuống nhìn hồng cô nương hỏi: bị treo lơ lửng giữa không trung thế này, phong cảnh tuy đẹp thật nhưng cánh tay chẳng dễ chịu tạm nào, cô có tự bám được không? Tôi kéo cô lên trước nhé. Hồng cô nương rốt cuộc cũng chỉ là phần nữ nhi, tuy thủ đoạn hiểm độc, lại là người trong giới lục lâm, nhưng không được thần dũng đảm lược như gà gô. Mặt cô ta tái xanh, tim đập thình thịch, song nghĩ lúc này rơi vào hiểm cảnh, may sao ông trời lại xếp đặt cho mình ở cùng gà gô, có chết cũng không uổng, nên nỗi hoảng sợ cũng đã vơi đi phần nào. Hai tay bám chặt lấy cánh tay gà gô, hít vào một hơi, đau đớn đáp: tôi không sao, nhưng mấy trăm anh em vận chuyển minh khí dưới chân núi coi như xong rồi, e là bị tảng đá lớn này nghiền nát cả rồi.